quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Cóc Đi Chuyện. Trong ngày hôm nay, xin gửi đến quý vị và các bạn một vụ án xảy ra gần đây tại nước Mỹ có tựa đề Bi Kịch Của Thiếu Nữ Xinh Đẹp Cự Tuyệt Kẻ Điên Tình. Trước khi đi vào chi tiết của video, quý vị và các bạn xem vui lòng ấn vào nút đăng ký kênh, cũng như là like, chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Và quý vị có thắc mắc gì có thể comment ở phía bên dưới. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Sau khi thử hẹn hò, không có ý định gắn bó với Brandon Clark, nhưng vẫn giữ quan hệ bạn bè, không biết rằng anh ta ngầm lên kế hoạch sát hại cô. Bianca Michele Devins, sinh năm 2001 ở thành phố Utica, New York. Từ thời niên thiếu, cô mắc nhiều chứng bệnh tâm lý như trầm cảm, rối loạn lo âu, rối loạn nhân cách ranh giới nên thường xuyên phải vào bệnh viện điều trị. Khi tự cô lập mình, Bianca tìm nơi ẩn náu trong cộng đồng trực tuyến. Mạng xã hội là một phần quan trọng trong cuộc sống của Bianca. Ở đó, cô có thể trở thành bất cứ ai như mong muốn. Vẻ ngoài xinh đẹp, ngọt ngào giúp Bianca nổi tiếng trên nhiều nền tảng. Cô theo đuổi phong cách eager, trang điểm sắc sảo, nhuộm màu tóc. Bianca còn được chú ý như người mẫu trẻ triển vọng. Nhiều nam giới theo dõi Bianca trên mạng. Trong đó có một người thu hút sự chú ý của Bianca là tài xế xe công nghệ 21 tuổi, tên là Brandon Clark. Họ quen qua Instagram vào tháng 5 năm 2019. Sau khi trò chuyện, Bianca và Brandon gặp nhau ngoài đời thực và hẹn hò trong thời gian ngắn nhưng không tiến xa hơn. Bianca nói rõ rằng không định hướng phát triển mối quan hệ gắn bó vào thời điểm này. Brandon dường như đã chấp nhận. Brandon đến nhà Bianca khá thường xuyên như người bạn thân thiết. Mẹ Bianca, bà Kim Devins, nhận xét Brandon trông giống cậu bé nhà bên, tử tế và lễ phép. Vì vậy, bà không thấy lo lắng khi Bianca thông báo Brandon sẽ đưa cô đi xem buổi hòa nhạc ở New York City vào tối ngày 13 tháng 7 năm 2019. Bianca rất phấn khích vì được tự do ra ngoài chơi cả đêm. Đây là buổi hòa nhạc dành cho người trưởng thành đầu tiên của nữ sinh vừa tốt nghiệp trung học được 2 tuần. Bianca nhắn tin cho mẹ sau buổi hòa nhạc để báo đang trên đường về nhà. Tuy nhiên sau đó, bức ảnh Bianca nằm bất động, người đầy máu được chia sẻ trên nền tảng mạng xã hội Discord vào rạng sáng ngày 14 tháng 7. Sau đó lan truyền chóng mặt. Lúc đầu, bạn bè nghĩ là ảnh giả vì nhiều người trên nền tảng này đã đăng ảnh gây sốc để thu hút sự chú ý. Nhưng mức độ chân thực khủng khiếp của bức ảnh thúc đẩy nhiều cuộc gọi 911 từ khắp đất nước. Một trong các cuộc gọi cho biết cô ấy là Bianca Michele Devins. Tôi hy vọng cô ấy chỉ bị chảy máu nhiều và vẫn còn sống. Cảnh sát đến nhà Bianca để kiểm tra. Họ không cho người mẹ xem ảnh, nhưng nói sợ con gái bà có thể gặp nguy hiểm. Bà Kim gọi cho con nhưng không ai nghe máy. Trong khi cảnh sát tiếp tục tìm kiếm, bạn bè của Bianca nghi ngờ ảnh phát tán trên Discord có thể là một trò chơi khăm sau khi biết chính Brandon là người đăng. Nhưng mọi thứ nhanh chóng thay đổi sau khi Brandon gọi 911. Tên tôi là Brandon, nạn nhân là Bianca Michele Devins. Tôi sẽ tự sát, Brandon nói với các điều phối viên. Các sĩ quan đang ở nhà Bianca có thể nghe thấy những gì đang diễn ra trên hệ thống radio. Cảnh sát phát hiện Brandon tiếp tục đăng nhiều bức ảnh đáng lo ngại hơn về Bianca. Một trong đó có thông điệp "Anh xin lỗi Bianca". Họ cố gắng truy vết điện thoại của Brandon để mong tìm ra Bianca càng sớm càng tốt. Điều phối viên cố gắng kéo dài cuộc nói chuyện với Brandon cho đến khi cảnh sát có thể xác định được vị trí. Brandon từ chối giữ máy, nhưng trước khi ngắt điện thoại, anh ta tiết lộ địa điểm là một đường cụt không xa nhà Bianca. Tại đó,
Một cảnh sát phát hiện Brandon cầm dao đứng gần ô tô và lập tức chĩa súng vào anh ta. Brandon phớt lờ cảnh báo bỏ dao xuống và câu hỏi Bianca ở đâu của sĩ quan. Anh ta dùng dao tự rạch, sau đó chụp đăng lên mạng xã hội với chú thích: cát bụi về với cát bụi. Sau khi lực lượng hỗ trợ xuất hiện, Brandon nhanh chóng bị tước vũ khí và bị khống chế. Anh ta được đưa ra xe cấp cứu. Cảnh sát phát hiện thi thể Bianca được giấu dưới tấm bạt. Trước khi cảnh sát gọi điện báo tin buồn, gia đình Bianca đã biết sự thật kinh hoàng. Ai đó đã nhắn tin cho họ về bức ảnh khủng khiếp đó. Tại hiện trường vụ án, cảnh sát thấy một thông điệp khó hiểu được Brandon phun sơn trên mặt đất: mong em không bao giờ quên anh. Lời nhắn đó được lấy từ một series truyện tranh Nhật Bản bộ đôi thường đọc cùng nhau. Nội dung đen tối và bạo lực khiến bộ truyện gần như là một phiên bản Romeo và Juliet đen tối của Nhật Bản. Dường như Brandon đã có một tưởng tượng méo mó rằng mối quan hệ của anh ta với Bianca là kịch bản tình nhân ngang trái. Điều bất thường khác là âm nhạc tại hiện trường. Sử dụng loa Bluetooth, Brandon thiết lập điện thoại di động phát lặp đi lặp lại bài hát nói về một người hy sinh quá nhiều cho mối quan hệ. Kiểm tra các tài khoản mạng xã hội của Brandon và Bianca, cảnh sát biết được cả hai đi cùng một bạn nam khác đến buổi hòa nhạc. Tin nhắn cho thấy Bianca đã mời người bạn mới tên là Alex và lo ngại Brandon có thể ghen tị. Alex kể rằng Brandon tỏ ra khó chịu khi thấy mình. Sau khi anh ta đưa Bianca rời buổi hòa nhạc, Alex nhận được tin nhắn từ cô: tôi nghĩ anh ấy đã nhìn thấy tôi hôn bạn. Ngay trước bình minh, khi hai người quay trở lại Utaka, Brandon đăng bức ảnh con đường kèm chú thích: địa ngục đến rồi, đó là sự cứu chuộc phải không? Chuyện xảy ra sau đó được làm rõ qua đoạn video đã tìm thấy trên điện thoại của Brandon. Anh ta sắp đặt ống kính khi Bianca đang ngủ, đánh thức cô dậy để chất vấn về nụ hôn với Alex. Bianca nói xin lỗi nhưng Brandon đáp lại: chỉ xin lỗi là không đủ. Cô nhắc nhở anh ta rằng họ không phải là người yêu, sau đó đề nghị đưa mình về nhà. Brandon chộp lấy con dao rồi sát hại Bianca. Anh ta hét vào máy quay, đổ lỗi cho nạn nhân: tại sao cô lại bắt tôi làm điều này? Đoạn video kinh hoàng không phải là bằng chứng quan trọng duy nhất tìm thấy trên điện thoại của Brandon. Cảnh sát phát hiện anh ta có ý định giết Bianca từ rất lâu trước đó. 2 ngày trước án mạng, Brandon sử dụng ứng dụng ghi chú trên điện thoại, nhập một danh sách việc cần làm để thực hiện kế hoạch và dàn dựng hiện trường vụ án. Anh ta còn tìm kiếm nhiều lần trên Internet để nghiên cứu cách giết người. Công tố viên tin rằng đây không thể là vụ giết người do giận dữ hoặc ghen tuông bột phát. Brandon định giết Bianca từ khi mối quan hệ kết thúc. Anh ta muốn ở bên Bianca nhưng không được đáp lại và sẽ không để bất cứ ai có được cô. Vì vậy, bất kể Bianca nói gì, cô cũng sẽ chết vào đêm đó. 2 tuần sau án mạng, Brandon bị buộc tội giết người cấp độ 2. Tuy nhiên, nhà chức trách và gia đình không thể làm gì để ngăn chặn những gì diễn ra trên mạng. Những hình ảnh khủng khiếp do Brandon đã đăng vẫn tiếp tục lan truyền. Gia đình nạn nhân phải đối mặt với làn sóng quấy rối vô nhân đạo, không ngừng bị gửi ảnh cùng các tin nhắn thù hằn đổ lỗi cho Bianca về những gì đã xảy ra. Bà Kim van nài các công ty truyền thông xã hội gỡ bỏ những hình ảnh đó, nhưng việc này rất khó khăn. Steven Rimando, nhà khoa học hành vi, gọi vụ tấn công gia đình Bianca là một hình thức khủng bố tâm lý. Ông tin rằng những cá nhân chịu trách nhiệm cho các vụ tấn công rất có thể thuộc về một cộng đồng nam giới trực tuyến gọi là Incel. Incel là viết tắt của độc thân không tự nguyện, gồm những nam giới từ 21 tuổi trở lên, không có hoạt động tình dục nào suốt 6 tháng hoặc lâu hơn, nhưng không phải do họ muốn vậy. Các incel tự coi mình là nạn nhân, luôn thua cuộc khi tranh giành tình cảm của những phụ nữ hấp dẫn, được họ gọi là Stacy. Dù Brandon không được xác định là một incel, nhưng được cộng đồng lệch lạc này tôn vinh vì những gì anh ta đã làm với Bianca, một cô gái được coi là Stacy. Ngay trước khi phiên tòa xét xử bắt đầu vào tháng 2 năm 2020, Brandon nhận tội giết Bianca, nhưng trước khi tuyên án, anh ta đổi ý.
tháng 7 năm 2020, Brandon ra tòa để cố thay đổi lời nhận tội trước đó thành vô tội. Anh ta đổ lỗi cho luật sư cũ gây áp lực buộc phải nhận tội. Sau khi đối chất, thẩm phán từ chối yêu cầu rút lời nhận tội của Brandon. Ngày 16 tháng 3 năm 2021, Brandon bị tuyên mức án tối đa vì tội giết Bianca là tù chung thân. Thời hạn tối thiểu để được ân xá là 25 năm. Gia đình Bianca vẫn nhận được những bức ảnh về vụ giết người. Biến nỗi đau thành hành động, họ làm việc với các chính trị gia địa phương để thúc đẩy thông qua luật Bianca. Một dự luật quy định các công ty truyền thông xã hội phải chịu trách nhiệm vì cho phép nội dung bạo lực và ghê tởm xuất hiện trên nền tảng của mình. Năm 2022, Hội đồng lập pháp bang New York thông qua luật hình sự hóa việc chia sẻ hình ảnh cá nhân với mục đích bôi nhọ hoặc lạm dụng trong một số trường hợp, được thống đốc Kathy Hochul ký thành luật vào cuối tháng 12 năm 2022. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo.